Xin chào quý vị đến với kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây. Ở đây là ở thành phố Edmonton, Canada. Hôm nay tôi đi siêu thị TNT. Hôm nay thời tiết thì khoảng chừng cỡ 8 độ trừ, cũng không có lạnh mấy. Siêu thị họ cũng có mấy cái giỏ để cho quý vị có thể lấy để đi mua đồ. Ở bên này thì họ bán trái cây, rau quả. Đây có bán mấy trái này, trái 3 đồng, hàng này của Trung Quốc. Trời bưởi đó. Đây cũng họ cũng có bán bông này, mấy cái cây để trang trí trong nhà. Cái này nó bán, họ bán như vậy là 89 đô quý vị. Cái nhỏ này thì có 19 đô. Cây này thì họ bán là 39 đồng. Đây là cái quầy họ bán trái cây. Đây có bán cam này. Cam đây thì 1 đồng 28 một bông. Đây có bán quýt, bom cũng có này, nói chung là nhiều lắm. Lê này, lê này của nhập từ Trung Quốc á quý vị. Đây có bán xoài này. Xoài này trái là 3 đồng 88 xu. Xoài này nhập từ Mỹ đó. Nó có bằng mía này. Mía bỏ trong cái bịch này. Bọc lại đó. Biết cái này bán bao nhiêu à? 3 găng đó quý vị. Dài 3 găng tay á. Ồ, cái này là họ bán 5 đồng 88 sen, gần 6 đô. Mía này của Trung Quốc á quý vị, không phải mía của Việt Nam. Cái gì quên ta. Măng cục đó quý vị. Cái đầu óc cũng sao, lâu mới nhớ được, giờ quên mất hết rồi. Măng cục này của Colombia. Về Colombia tiếng Anh là Colombia, tiếng Việt không nhớ là cái tên cái nước nào nữa. Đấy, bom xanh, bom đỏ gì không có, nhiều lắm. Bom này hơi chua chua này, ai thích ăn chua ăn cắp á, ăn cái bom này ok này. Xưa mà tôi nhỏ đó thích ăn cái loại này lắm. Này 2 đồng 69 một bom. Cái này của Mỹ nó nhập. Lê này nhiều loại lắm. Quýt này. Này cam nhưng không phải quýt, lộn. Xin mời quý vị đăng ký để ủng hộ kênh. Please subscribe to support this channel. Thank you. Cảm ơn quý vị nhiều. Có mít này. Mít này nó bán 6 đồng.
Ồ, đấy là như vậy là 26 đô 43 đồng một ký đó quý vị. Cái này là chấm 22.228 ký. Ký 20 mấy đồng á? Ký 26, 27 đồng á. Có thăng long 5 đồng 31 một trái á. Nó bọc ở trong cái bì rất là thấy rất là. Chắc làm như vậy nó đỡ bị bầm bị hư. Nhãn này. Có bằng nhãn 10 đô một hộp đó quý vị. Vậy là một một ký là 32 đồng 8 chục sen. Cái này là chấm 308 ký. Này 10 đô này, cái hộp này 10 đô này, 32 đồng 8 chục sen một ký. Không biết ở Việt Nam bán bao nhiêu. Bên này thì họ bán rau này, hàng rau này gì ta, chuối hả? Tôi thì cũng ít đi chợ lắm, mấy cái này thì cũng không có rành mấy, dòm cho sạc chắc kỹ mà toàn đề tiếng Anh không à, tiếng Việt thì không biết, đi bắp chuối phải không? Ôi, chắc quý vị xem quý vị biết á. Rồi ta phải đi ăn phở mà quên rồi, quên hết rồi, xin lỗi quý vị nghe, nhưng nó không có nhớ là rau gì nữa để nói cho quý vị biết. Này là đậu đậu dài phải không? Này 5 đồng 51 cent một hộp đó quý vị, như vậy là 22 đồng 1 kg. Quý vị không biết một bì như vậy là bán bao nhiêu. Lần trước tôi có quay ở dưới chỗ tìm kia. Ồ, cái này của Việt Nam nè, như vậy một bì vậy vậy là 5 đô á, phải mặt trả nữa, lại quên nói cho kỹ. Không có bằng thơm này, trả 5-6 đồng như đó. Lê này, ổi này, nó có bằng ổi này, nhiều ổi vậy là cộng nhiều. Thường thường đi chờ thấy có ít lắm, vài ba trái à, hôm nay thấy có mấy thùng luôn. Đây cũng có thăng long này, vì có ổi ở bán bao nhiêu, nhìn cái bảng giá không thấy nó, thăng long cũng vậy, chẳng bảo để đâu mà tôi không thấy cái bảng giá đó, quay phim ở đây 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 đây, đây, đây. Dragon Fruit đây đây, 3 đồng 88 cent một bon đó quý vị, chứ không phải một trái đâu, một bon là 3 đồng 88 cent đó. Nhưng cũng có bán dưa này, việc dưa này đó. Ở đâu á? Ở đâu ta? Ôi, trời. Thấy là ở đâu nhập tới á? Đây 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 đây, hai trái 6 đồng đó quý vị, nếu quý vị mua hai trái là 6 đồng á, không thấy là để từ đâu nhập. Ở thuộc của Thái Lan kìa, đó, Thái Lan. Đây là của Thái Lan á quý vị, dưa của Thái Lan á, trái 6 đô. Lê đỏ bằng thông 23 đồng, quý vị không biết mấy trái nữa, chắc cái này của Đài Loan quá. Đường lê của Đài Loan thì nó cũng đắt lắm, chất lượng không sao á. Bên này thì có bạn rau này, đậu này. Dưa đu
Cebu á, Cebu này là 1 đồng 88 sen một bon, 4 đồng 14 một ký. Hàng đó là của mẹ đó, của vị nhập bên mẹ về, bên mẹ về, mẹ là Mexico. Sẵn phải không? Phải không? Cũng sẵn á quý vị. Sẵn hay không? Không phải, lộn 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 ngoài à. Này là à, xin lỗi quý vị nha, này cũng khoai nè. Không nhớ gì hết. Này khoai. Khoai này là 2 đồng 88 sen một bon. Khoai này của Korea, của vậy thôi, mình ngưng cái video ở đây nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã xem video và hẹn quý vị video tới. Chúc quý vị sức khỏe. Bye bye.